hello xin chào xin chào chị Nhà Tân ha thì uh, sau kỳ nghỉ lễ thì ngày hôm nay em với chị mình cũng sẽ quay trở lại mình xem qua những cái vận động của thị trường của chúng ta uh, sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay và để mà đưa ra những cái uh, hành động những cái chiến lược cho những cái uh, cái uh, giai đoạn mới hay là những cái cổ phiếu nào là cổ phiếu chị mình cần quan tâm tại vì đối với cái thị trường thời điểm hiện tại đó anh chị là cái thị trường của chúng ta đã có một cái độ phân hóa tương đối cao đúng không anh chị mình thấy là có những cái mã cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản nó có những cái yếu tố gọi là nó hình thành nên được một cái cái kênh giá gọi là kênh trên xuống lên đúng không ạ để lại thì đừng mở nhạc không à, em chỉ mở đầu à, đầu à, những buổi thôi anh chị có nghĩa là lát nữa thì em khi mà mình vào những cái yếu tố trọng tâm á thì em sẽ tắt có nghĩa là mình à, mở đầu để với mà nó nó, nó chiêu chiêu nó phiêu phiêu thôi anh chị chứ còn à, em thì không có thiên hướng để mình mở nhạc à, trong xuyên suốt trong một buổi live đâu ha, nên là anh chị nào có câu hỏi nào ấy, thì mình cứ để lại dưới cái phần comment ha thì à, quay, quay trở lại nói về một cái vấn đề một chút đối với thị trường của chúng ta trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay á có nghĩa là sau những cái yếu tố mà thị trường của chúng ta hấp thụ rất là nhiều những cái vấn đề về mặt thông tin đúng không thông tin về gọi là bộ máy nhà nước thông tin về sao nhỉ thông tin về những cái gọi là những cái vấn đề về cái yếu tố nó nhạy cảm đấy thì chị mình thấy là hầu như đó là cái vấn đề đầu tiên á là nó đã có những cái sự phản ứng gọi là phản ứng uh, trước những cái thêm nghỉ lễ đúng không ạ là cái thứ nhất cái thứ hai mà khi mà bắt đầu những cái thông tin nó ra trong một cái cái giai đoạn nghỉ lễ đó anh chị là gần như là thị trường của chúng ta nó đã có những cái sự phản ứng rồi có nghĩa là nó có nghĩa là là nó sẽ gì là nó đã có những cái sự phản ánh trước đó có nghĩa là thị trường của chúng ta đi tìm những cái lý do là vì sao trong những cái giai đoạn vừa qua là thị trường nó lại có những cái yếu tố nó, nó điều chỉnh nó sụt giảm á thì những cái tin tức nó ra để mà nó hợp thức khó một cái quá trình giảm vừa rồi là cái thứ nhất cái thứ hai khi mà chị mình thấy bắt đầu thị trường nó tạo ra một cái vùng thanh khoản kia đúng không ạ thì nó lại có những cái yếu tố những cái mảng cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản cao nó lại là những cái cổ phiếu nó giữ được một cái gọi là cái dòng tiền cho cái thị trường của chúng ta anh chị mình thấy giống như là những cái con mà đầu tiên á là có nói với chị mình về cái mảng cổ phiếu FPT đúng không khi mà thị trường của chúng ta khi mà cổ phiếu sao gì khi mà bắt đầu thị trường của chúng ta nó có những cái di động nó chấn lại này thì FPT chính là con cổ phiếu nó mồi được dòng tiền đúng không? có nghĩa là nó 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 nếu giữ được dòng tiền trên thị trường à, à cảm ơn cảm ơn tốn em ha đúng không? nó nếu giữ lại được cái yếu tố dòng tiền cho cái thị trường đúng không? và khi mà bắt đầu những cái con cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản cao như thế này này là nó nếu giữ ra được dòng tiền á, là thị trường của chúng ta cơ bản nó sẽ có những cái vận động nó nó là nó tìm đến những cái vùng cân bằng Đúng rồi, là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà anh chị mình thấy là cái tháng, tháng năm á là cái tháng của một cái vùng trống thông tin đúng không có nghĩa là không có những cái thông tin nào mang tính chất nổi bật trong cái tháng năm này đấy có nghĩa là nếu mà về cái yếu tố gọi là về cái yếu tố mà báo cáo kết quả kinh doanh á thì nó sẽ là sao nhỉ là có nghĩa là khoảng tháng 6 tháng 7 đúng không còn tháng năm là gần như là một cái cái giai đoạn trống thông tin và khi mà một cái giai đoạn trống thông tin trong những cái lúc sẽ nhiệt trong những cái lúc thị trường của chúng ta âm đạm á thì nó vẫn có gọi là nó có thể nó sẽ đi ngang À, Đấy, đi, 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 ngang để chi để mà hiện tại bây giờ trên thị trường của chúng ta nó sẽ phân loại ra hai cái hai cái nhóm cổ phiếu đúng không cái nhóm cổ phiếu đầu tiên á, là nó gọi là đại diện là cổ FPT là cổ phiếu thuộc dạng kênh trên xu hướng lên đúng ạ kênh trên xuống lên thu hút dòng tiền này trong đó có FPT này trong đó có MWG này đúng không trong đó là ngày hôm nay có thêm mà cổ phiếu của cổ Ri đúng không có nghĩa là sau yếu tố rung dũng này dòng tiền bắt đầu nó mò chài vào ở những cổ phiếu nó giữ được cái xu hướng thê đánh trước đó đúng không? có nghĩa là đối với những gọi là cái firm của cái nhóm cổ phiếu đầu tiên á là nhóm cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền gọi là nó tạo ra được một cái kênh giá xu hướng lên đúng không ạ thì khi mà trong một cái vùng gọi là thị trường ám đạm như thế này này thì những cái nhóm đó là những cái nhóm cổ phiếu nó nổi bật đúng không ạ mà để mình đánh á phải đánh tập trung vào những cái nhóm nhóm như thế thì chỉ mình mới có lãi đúng không thì chỉ mình mới kiếm được tiền và cái nhóm thứ hai á chính là những cái nhóm sẽ gì nhóm nó chưa tạo ra được một cái vùng cân bằng và đại diện trong đó là con mã cổ phiếu của DG đúng không nó chưa tìm được những cái vùng cân bằng này nên là hôm trước em có đề cập đề cập với anh chị mình á là những con cổ phiếu mà nó mới rơi có một cái nhịp thôi có nghĩa là anh chị mình là so sánh giữa cái chạc vn index với lại cái chạc của cổ phiếu á thì anh chị mình thấy kể từ cái phiên này này con nào mà kể từ phiên này bắt đầu nó trở lại á có nghĩa là kể từ cây rút chân ngày 16 tháng 4 á mà cổ phiếu bắt đầu nó chấn lại á những con đó là những con cổ phiếu nó sẽ hình thành nên cái vùng cân bằng sớm còn những con cổ phiếu nào sau cái phiên ngày 16 tháng 4 này mà nó vẫn tiếp tục nó rơi nó cho thấy là cái áp lực cổ phiếu gọi là áp lực lớn gọi là áp cổ phiếu nó vẫn còn Đúng áp lực trên cổ phiếu nó vẫn còn có nghĩa là nó xuất hiện thêm những cái lực bán tiếp diễn khi mà thị trường chúng ta đã có những cái phiên đỡ cung đầu tiên nhưng mà những con đó vẫn tiếp tục có những áp lực tiếp diễn này thì những con cổ phiếu đó nó cứ test đi test lại test đi test lại test đi test lại liên tục và cái vùng cân bằng này á là cái vùng nó nó để mà nó tạo điều kiện cho những cái con cổ phiếu mà nó, nó, nó giống như là nó áp lực bán tiếp diễn như này này nó hình thành nên những cái đoạn cân bằng có nghĩa là nó bớt đi những cái tính tiêu cực cho cái thị trường của chúng ta đã nên là hai cái nhóm cái phân loại cổ phiếu anh chị mình cần lưu tâm ha còn đối với những cái con gọi là nó mới gọi là nó chưa thành nên những cái vùng cân bằng này tốt nhất không nên đụng vào ha còn những cái gọi là còn những cái cổ phiếu mà nó hình thành trend á giống như là ngày hôm nay có thêm gọi là cái điểm mua của mạng cổ phiếu của ri này anh chị có nghĩa là ri này nó tạo ra một cái mô hình gọi là đầu tiên á là tạo ra một cái giai đoạn à, à, gọi là giai đoạn à, tạo nền đúng không tạo nền cân bằng nhưng mà gặp điều kiện thị trường chung của chúng ta không đồng lợi cổ phiếu nó có yếu tố rủ cái phiên này phiên rủ anh chị thấy tham ngay lập tức này cái nghĩa là cái ngay lập tức khi mà chỉ cần thị trường chung của chúng ta nó cân bằng thôi thì những con này sao nhỉ? những con này nó có những cái sức bật tốt đúng không? Các những yếu tố nó hồi phục và nó phụ định lại cái đủ này của cổ phiếu có nghĩa là nó không cho những nhà đầu tư người ta mua trở lại ở những cái vùng giá thấp hơn, đúng không? Và bắt đầu ngày hôm nay có một yếu tố dòng tiền nó mò chài, nó dòng tiền nó mò chài vào và tạo ra một cái điểm sao nhiệt yếu tố quyết liệt đẩy lên, đúng rồi, nó tương tự giống như là một cái mô hình của con FPT giai đoạn này, đúng không? có nghĩa là đầu, đầu tiên đi ngang này thì trường đủ con này cũng đủ nhưng mà khi mà thị trường của chúng ta bắt đầu nó có yếu tố nó cân bằng thôi thì những con này bắt đầu thu hút được dòng tiền và tạo ra một cái trend xuống mới đúng không? RE, này, fpt này, mwg này đó là những con cổ phiếu nó mang tính chất đại diện ha. đấy là đánh thì đánh tập trung cho những cái nhóm ngành này. cái thứ hai là cái nhóm ngành là cái, cái nhóm ngành cái nhóm ngành ngân hàng đúng không? cái nhóm ngành ngân hàng á anh chị mình thấy là giống như là những con cổ phiếu giống như, như là ecb đúng không? gần như khi mà thị trường của chúng ta nó chuẩn biên này thì những con này nó cứ đi ngang đi ngang nghĩa là không gây yếu tố tiêu cực nữa và nó chỉ cần một cái bắt đầu dòng tiền gọi là bắt đầu cái thanh còn nó cạn kiệt này chỉ cần một cái dòng tiền nó kích hoạt đi lên nữa. thì những con này nó sẽ gọi là nó sẽ bước vào một cái xu hướng mới hay là thậm chí những con những con tech có nghĩa là cả một cái từ đầu chu kỳ đến giờ từ cái tháng 11 đến giờ thì ngân hàng là cái dòng nó vẫn là một cái cái nhóm cổ phiếu nó mang tính chất dẫn dắt Nói anh chị mình thấy giống như là Techcombank đi chẳng hạn thị trường có rũ, thị trường có 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 giảm bao nhiêu nhưng mà Techcombank nó vẫn có những yếu tố gì nó vẫn giữ được cái nhịp độ của nó và bắt đầu thanh còn nó thấp dần này. đúng không thanh còn nó thấp dần siết chặt biên độ thì chỉ có một cái điểm kết hợp thôi thì cái dòng ngân hàng nó vẫn là thứ nhất là nó nó đại diện cho một cái dòng mang tính chất mang tính chất cơ bản cao đúng không cái thứ hai là cái thế đánh của nó nó vẫn giữ đúng không? thì khi mà nó giữ được thế đánh như thế là này sẽ sớm thu hút được dòng tiền và em kỳ vọng là trong những cái đoạn sắp tới ngân hàng nó đâu đó nó vẫn sẽ là những cái nhóm ngành nó giữ được cái dòng tiền đúng không? nó thu hút được dòng tiền và nó tạo ra một cái gọi là cái 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 cái, cái giai đoạn dặn dắt đúng không? cái nhiệt độ dẫn dắt để mà thị trường nó giống với cái thời điểm trước đây của thị trường của chúng ta và như mình như khi mà mình nhìn qua những cái thế đánh của ngân hàng đi chẳng hạn Techcombank này ECB ngày hôm nay có thêm mà cổ phiếu của SHB đúng không ạ SHB khi mà chị mình nhìn qua một cái trạng thái này là khi thị trường của chúng ta này cái đáy một này đáy hai này đáy ba của SHB là thị trường đang trong một cái thế giảm đúng không? nhưng mà ba cái đáy của SHB này bắt đầu nó giữ được giữ được cái nhịp có nghĩa là cái nhịp trước của SHB nó không mạnh nhưng mà đôi lúc sau những cái đoạn rũ này này là cái lượng hàng đi bán nó không có đúng không không còn là bắt đầu dòng tiền nó đổ bộ à ngày hôm nay điểm mồi chạy dòng tiền này thì khả năng trong những nhịp này là sao nhỉ nó bắt đầu cho một cái xu hướng mới đó là cái dòng ngân hàng trong giai đoạn này à, dòng là cái dòng ngân hàng trong cái nhịp này thì mình cần phải để, để, tâm ha thì trong đó có những cái con nổi bật á là đầu tiên kênh trên xuống lên á là có mẹ cổ phiếu của Techcombank là con đầu tiên cái con thứ hai chính là con ECB đúng không con thứ ba chính là con SHB còn khi mà em nhìn qua những cái trạng thái còn lại giống như là CTG nhịp này đi chẳng hạn là cơ bản nó vẫn đang ở một cái thế dưới đúng không thế dưới là sao tôi có nghĩa là cái nền trên nó đây nói cái nền nó đây này. thì điểm nó hồi phục lên đó, nó chỉ là những cái giai đoạn test lại là gọi là cổ phiếu nó thuộc dạng thế dưới đúng không hay là những cái con giống như là con BIDV nó cũng thuộc dạng thế dưới đúng không anh chị không nên là cái nền của nó cơ bản này hay gì nó nhung nhằng nhung nhằng nhằng nó hồi phục lên nó test lại đúng không ạ thế dưới này nên là cái thế trên đó thì anh chị mình lưu ý tới là cái con đầu tiên là con Techcombank con thứ hai là con ACB con thứ ba là con SHB đó là ba cái mà cổ phiếu ngân hàng anh chị mình cần chú ý tới còn những cái con cổ phiếu mà nó đại diện cho một cái 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 nhóm ngành cơ bản Đúng rồi, nhưng mà các bạn cao á thì trong đó FPT thì nó qua điểm mà FPT nó đang trong một xu hướng này nhưng mà nó qua điểm là mở lưu đúng không hay là còn đối với cái mã cổ phiếu riêng lẻ ngày hôm nay á có mã cổ phiếu của ri đúng không ri ngày hôm nay cái này cái mua này chị đó, nếu mà anh chị mình à, theo một cái gọi là cái mẫu hình đánh theo một cái dạng gọi là mẫu hình gãy nền đủ á đây là cái nền này sau đó gãy rũ này đúng không volume gọi là volume gọi là nó tạo ra một cái yếu tố lực bán hoàn loạn Đúng không? Sau khi tố lực bán không loạn cổ phiếu hồi phục lên được. Đúng không? định lại cái lực bán này, test lại thành công thấp. Nay dòng tiền mò chạy vào vượt được cái gọi là vượt được cái nền. Đúng không? Vượt được cái nền và phủ định lại hoàn toàn. Có nghĩa là khi mà anh chị mình so sánh về những cái cổ phiếu nó khỏe hơn so với thị trường chung á thì chị mình sẽ so sánh yếu tố gọi là sao nhỉ? So sánh với cái đỉnh gần nhất. Anh chị thấy cái đỉnh gần nhất của thị trường là nó ở đây. Đúng không ạ? Còn cái đỉnh gần nhất của cổ phiếu nó ở đây. Nghĩa là khi mà anh chị mình thấy là con ri này là nó về lại những cái vùng đỉnh đỉnh cũ gần nhất này. Dòng tiền nó có đây Anh chị mình thấy trong một cái bối cảnh á trong một cái bối cảnh mà cái thanh khoản thị trường của chúng ta đang cực kỳ thấp trong giai đoạn này mà nên là gọi là khi mà một cái yếu tố mà thanh khoản thị trường thấp á, thì dòng tiền trên thị trường nó sẽ cực kỳ chọn lọc đúng không nó sẽ không có yếu tố nó nó vào những cái con cổ phiếu nó lan mang, đúng không? nó không có, có thể nó vào những con cổ phiếu mà gọi là ngày giống như những cái giai đoạn trước đi chẳng hạn thanh khoản nó lớn thì có thể nó không vào con này thì bắt đầu nó chạy sang những con khác nhưng mà bây giờ với một cái điều kiện thanh khoản bây giờ sẽ gì thanh khoản bây giờ nó được chọn lọc hơn đúng không ngày xưa là ngày những cái phim trước những cái nhịp trước thanh còn nó đâu đó là khoảng 30 000 tỷ đi chẳng hạn à. còn bây giờ thanh còn mỗi ngày có mười mấy nghìn tỷ à đúng không thì cái việc mà dòng tiền nó vào một cái con cổ phiếu nào thì nó sẽ có yếu tố sẽ gì thì si nó sẽ có những cái yếu tố nó được chọn lọc không? đúng không có nghĩa là những cái con nào thực sự khỏe những cái con nào nó thực sự nó nó làm gì thực sự nó có dư địa thực sự nó sẽ là những con dẫn dắt thì nó mới vào đúng không đó đang trong những nhịp này chị không nó chỉ vào mọi những con fpt đúng không vào những con mwg đúng không vào những con cổ phiếu giống như là ngày hôm nay có thêm ri Đúng rồi chứ đâu phải là nó mang một cái tính chất nó vào những cái con cổ phiếu lang mang. À cảm ơn cảm ơn anh chị đã chia sẻ cái buổi livestream của em à, Cảm ơn anh. Anh à, nói là nhiều ạ. À. Đúng ạ. Đấy nó là khi mà cái dòng tiền nó bé. Đấy tăng còn nó bé thì cái việc mà dòng gọi là cái việc để mà chị mình nhận diện ra con nào khỏe cái dòng tiền nó đang vào cái con cổ phiếu nào á nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà cái thanh còn bắt đầu thanh còn của thị trường bắt đầu nó lớn hơn à, nên là trong giai đoạn này nè cái cổ phiếu nào nó có thể đánh cổ phiếu nào nó có dòng tiền thì chị mình nên đánh vào và đặc biệt là phải vào những cái con cổ phiếu nó có một cái nền tảng cơ bản cao tại vì sao thế, như thế chị tại vì con fpt nó là con đại diện cho một cái cái cổ phiếu nó mang tính chất gọi là gọi là cái, cái cái cái, cái yếu tố cơ bản đúng không? Nên là cái cơn sóng sau mình đánh giá với chị mình đó là cái dòng tiền trên thị trường hay là cái cơn sóng sau nó sẽ là những cái cơn sóng của những cái mẹ cổ phiếu mang tính chất cơ bản thì trong đó có thể là đại diện là cái nhóm ngành sao gì những cái con cổ phiếu vừa mới lập ra cho chị mình còn trong đó có thêm những cái nhóm, nhóm ngành giống như là ngân hàng nó sẽ là những cái dòng nó đỡ được cái chỉ số cho thị trường của chúng ta còn trong một cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta trong một cái cái vùng thanh còn thấp là cái thứ nhất cái thứ hai là cái giai đoạn gọi là cái tháng là cái tháng trống thông tin đó nên là là cái việc vận động của thị trường ấy, có thể nó phải sẽ test đi tết lại tết đi tết lại tết đi tết lại liên tục có thể trong vòng vài, vài tuần đó và đặc biệt là với một yếu tố mà duy trì một cái vùng gọi là cái vùng thanh khoản thấp như này á là một yếu tố an toàn và một cái điều kiện tốt điều kiện tốt ở đây là có hai cái vế giống như là lúc nãy em có đề cập với chị mình á một á là để cho những cái con cổ phiếu nó sẽ nhỉ nó những cái con cổ phiếu dẫn dắt á nó thu hút được dòng tiền và nó tạo ra một cái thế đánh hai là để cho những cái cổ phiếu nó mang một cái tính chất tiêu cực đúng không mà một những cái cổ phiếu mà nó gọi là nó có những cái áp lực áp lực gọi là áp lực bán tiếp diễn trong giai đoạn này này nó tạo ra một yếu tố cân bằng nó là cái gọi là nó gọi là nó, nó sẽ có hai cái thái cực trong giai đoạn này và cái thái cực của mình là cần tập trung vào á là tập trung lại cái con nào là con nó có khả năng nhận dắt cho những cái nhịp độ sắp tới để cho gì mình đánh vào ha à, còn cái vấn đề về mặt chỉ số thì là vấn đề để mà thị trường của chúng ta nó giảm thêm nữa thì quan điểm của em như những cái cái buổi livestream trước em có đề cập với chị mình nhịp này là không yếu tố con mà riêng trong những rộng đâu vì nó chỉ con trong một cái dạng gọi là cái dạng cục bộ nên là để mà nó giảm sâu gọi là trong một khoảng thời gian ngắn nữa đâu gọi là nó tạo ra thêm một cái nhịp giảm sâu nữa quan điểm của em là nó sẽ tương đối khó ha có nghĩa là à, cái vận động của nó nó vẫn sẽ tiếp tục nó am đà cứ test đi test lại test đi test lại trong cái biên này duy trì một cái mức độ thanh còn thấp thì đó chính là những cái vùng để mà các cổ phiếu leader nó sinh ra trong những nhịp sắp tới ha nên là mình cần tập trung vào cổ phiếu hơn là cái chỉ số của thị trường ha ok chị ha rồi bây giờ sẽ trả lời với chị mình về một số cái câu hỏi anh chị mình cứ để lại dưới phần comment ha anh chị nào theo dõi cái buổi livestream của em á thì đừng quên cho em những cái nút nút tim ha anh chị ha nút tim để mà cái buổi livestream này còn là để mà nó 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 nó, nó cái buổi livestream này nó được uh, còn là lan tỏa nhiều hơn ha cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đầu này anh đã mua 15 phần trăm nợ rồi còn xuống nữa thì mua full là vừa nhà dạ, em 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 cũng em có trong những giai đoạn vừa vừa rồi cũng vào rồi anh vào thì những cái cổ, cổ phiếu mà em tiêu chí vào á là cái tiêu chí đầu tiên á, là nó phải là những con cổ phiếu nó mang tính chất đầu ngành cái thứ hai là nó phải có những cái nền tảng cơ bản cao đúng không cái thứ ba là những cái thứ ba á, là những con cổ phiếu nó phải xem gì nó phải cân bằng trước so với thị trường có nghĩa là ít nhất nó phải thể hiện cái yếu tố là nó khỏe hơn so với thị trường nhưng mà đặc tính ngày hôm nay á, là có thể vào cái bảng cổ phiếu của ri đúng không ngày hôm nay là cái phiên này là cái phiên mà em có vào con ri này cái hiện tại bây giờ chỉ lấy những cái vị thế mà là vị thế bằng cái yếu tố tiền mặt đúng không ạ chứ gọi là còn khi nào thị trường của chúng ta nó có xu hướng á thì mình mới bắt đầu mình gia tăng cái tỷ trọng lên gia tăng những cái vị thế lên hà nãy là vì sao cái lý do vì sao mà vào những con ri á thì mình cũng có đề cập với anh chị mình thứ nhất là sao cổ phiếu nó có yếu tố sức bật tốt hơn thị trường cái thứ hai là sao nhỉ cái thứ hai là bắt đầu dòng tiền nó có đúng không có nghĩa là có nghĩa là anh chị mình thấy này những cái nhịp trước á thanh gọn gọi là ba mươi bốn tỷ á nó vào một cái con cổ phiếu nào á có nghĩa là cái việc mà anh chị mình chọn ra một cái con cổ phiếu khỏe nó sẽ tương đối khó hơn tại vì sao tại vì ba mươi bốn tỷ á nó vào con này xong nó vào là những cái con khác có nghĩa là nó lang mang lang mang lang mang đúng không ạ còn bây giờ thanh còn cứ 14 bốn tỷ 15 lăm tỷ thì sao nhỉ thì cái việc mà nó vào nó chọn một cái con cổ phiếu vào á thì nó sẽ cái yếu tố nó chọn lọc hơn rất là nhiều nên là cái việc mà chị mình mình thấy cái thị trường nó am đạm thế thôi nhưng mà sao nhỉ nhưng mà khi mà mình mình đi quan sát qua những cái cái yếu tố về mặt dòng tiền yếu tố về mặt cổ phiếu á thì chị mình sẽ thấy rõ hơn về cái yếu tố dòng tiền nó vào gọi là từng cái mạng cổ phiếu a à, nên là trong giai đoạn này á mình quan sát từng mạng cổ phiếu chứ đừng nên quan sát về yếu tố thị trường ok anh chị ha rồi, à, rồi trả lời với chị mình về một số cái câu hỏi trên thị trường này anh chị anh chị mình đang comment này BMB DGC FPT mua được giá nào ở đây thì chắc là của FPT nó quay để mua đúng không nếu mà nếu mà mua của FPT á là cái này cái mua này nghĩa lúc mà thị trường chúng ta bắt đầu nó cân bằng Harry à, anh vào giá 60 được 4 không rồi ok ok anh quá tốt ha quá, gọi là giá quá ngon đúng na, chiều thì em vào đâu đó là giá là 60 nhớ 63 63 trăm mấy hình nhìn nhìn 63 một chút cái vào cái này đó, cái này để mua còn mua giá 60 là mua giá nó rất là tốt nên là cái vị thế quân đang là một cái vị thế tốt trên thị trường ha rồi quay trở lại những câu hỏi của anh chị mình này BMB BMB hiện tại bây giờ quan điểm của em á con này chưa có điểm vào đúng không? cái thứ nhất là con này nó đang trong một cái trạng thái gọi là nó rủ nền đúng không? cái nghĩa là rủ nền cây này cây gãy nền ít nhất á, là phải đợi cái cây này sao nhỉ đợi, đợi cái cái cổ phiếu á, nó phu đền lại cây đủ này này đã cái cổ phiếu nó hồi phục lại trước mắt đâu đó là không giảm 115 sau đó nó có những trạng thái nó căng bằng quanh vùng 115 này thì nhịp sau chị mình mới đánh được cái nhà con này về mặt cơ bản nó vẫn đang là, là một cái cái giai đoạn cổ phiếu nó 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 tạo ra một cái nền gọi là cái cái điểm spring cái điểm gãy nền nhưng mà để mà nó xác nhận cho một cái cái quá trình gãy nền đi lên á thì trước mắt á, nó phải phu định lại cái này trước đã có nghĩa là nó phải hết lắp lại hoàn toàn cái gáp này trước đã thì sau khi yếu tố lắp gáp này thì cổ phiếu nó phải gọi là nó kiểm tra yếu tố lượng cung treo lơ lửng bên trên á nếu mà cái áp lực bán cổ phiếu nó không lớn có nghĩa là cổ phiếu nó vẫn giữ phải giữ được cái thế trận phía trên á đừng nghĩ nó test lại còn nếu mà trường hợp mà những cái con nào trong giai đoạn này anh chị mình thấy là nó đi lên sau đó nó test lại á những con đó nó sẽ bị fail lưu ý anh là đối với những con bmb này quan điểm cái thứ nhất nó chưa có điểm mua điểm mua của nó là ít nhất nó phải lắp lại cái gáp này trước đã đó là vùng 113 này lên 113 này cân bằng đó tạo ra một vùng thanh còn kiệt ra lại đó, điểm bùng nó phía hướng lên phía sau điểm xác nhận phía sau đó đấy mới là điểm vào còn đối với trạng thái của FPT là cây này mới là cây mua đúng không một là mua cây này Hai là chờ để, để điểm test lại nếu có cái nếu có cái điểm test lại thì mới vào Cũng không phải cây này mới là điểm vào ok ha rồi tiếp theo mà cổ phiếu của DGC thứ nhất là về mặt cái cái cách chọn cổ phiếu á là gọi là anh anh Tân Minh này là đang chọn những con con cổ phiếu toàn là những con cổ phiếu xanh gì nó có gọi là nó đã hình thành nên cái kênh giá có nghĩa là cái kênh trên xuống lên về mặt cơ bản thì cái cách chọn cổ phiếu đó là một cái cách chọn cổ phiếu mà em đánh giá với chị mình trong cái trong mọi cái chu kỳ á nó sẽ mang lại một cái lợi thế cho anh chị mình á là nó vẫn giữ được cái xu hướng có nghĩa là con kênh trên xuống lên á là khi mà thị trường chung gọi là khi mà thị trường chung của chúng ta nó rủ á thì cơ bản nó sẽ ảnh hưởng như nhau nhưng mà khi mà thị trường chung của chúng ta bắt đầu nó có những cái thế nó căng bằng á thì chị mình sẽ thấy những con cổ phiếu nó có gọi là nó có xu hướng nó có kênh giá thì nó sẽ là những con cổ phiếu nó mang tính chất sẽ gì nó hồi phục một cách nó nó nó, nó tốt hơn nó khỏe hơn ha nói còn về mặt cái điểm mua này nhưng mà trạng thái của DGC đây chẳng hạn Cây này cái rủ anh chị mình cứ để để là cái cách mua đối với một cái, cổ phiếu mà nó nó xuất hiện một cái cái điểm rủ á là sau cái cây gọi là sau một cái cây rủ anh em mình xác định như thế này này anh chị sau một cái cây rủ của thị trường sau một cái rủ của cổ phiếu đúng không ạ thì cổ phiếu ít nhất á, là trước mắt nó phải phu định lại cái rũ này trước đã hiện tại bây giờ con DGC nó nó sao nhỉ? con DGC nó đang làm được cái điều đó có nghĩa là xét gọi là khi mà mình nhìn qua hai cái biểu đồ của mã cổ phiếu của DGC với lại mã cổ phiếu của của gọi là với lại cái vận nào của thị trường chung của chúng ta thì chúng mình sẽ thấy là thị trường của chúng ta cái đỉnh cũ này nó ở đây cái thị trường của chúng ta này thì nó chưa về cái đỉnh cũ đúng cái đỉnh gần nhất đối với cổ phiếu còn DGC cái đỉnh gần nhất là ở đây đúng không? hiện tại bây giờ nó về cái con này là sao nhỉ cái cách chọn đầu tiên á, là con này đang khỏe hơn so với thị trường chung đúng không ạ cái điểm thứ hai là mình sẽ đi mình đi xác định mình sẽ đi xác định là cái thời điểm mua kia đầu tiên á, là chỉ mình phải chọn cổ phiếu đúng không ạ chọn cổ phiếu nó có kinh giá cái thứ hai là sao nhỉ cái thứ hai là chọn cái thời điểm mua và cái thời điểm mua đối với con DGC á là sau yếu tố rủ này, này hiện tại bây giờ nó phục định lại được đúng không cái cái điểm mua tiếp theo đối với con DGC á, là một cái điểm bùng nổ hướng lên đúng không ạ thanh còn vào nên giá cỡ đâu đó là có tầm khoảng khoảng 5 đến 7 triệu cổ phiếu một cây 5 đến 7 triệu cổ phiếu cái này này mở biên á cái đó sẽ là cái vào đối với mạng cổ phiếu của DGC hai con này nhìn trong cơ bản là cắt được ha rồi tiếp theo Techcombank đấy chọn to những cái mạng cổ phiếu xác nhận nó có kênh giá đi lên còn quan điểm của em Techcombank á những vùng này có thể cắt được nó nếu mà anh chị mình đánh ngân hàng á đó, đó, những cái dòng bắt đầu siết chặt biên độ thanh còn thấp này ngày mai cái yếu tố mò chạy trong tiền anh chị mình có thể canh vào có những cái mạng cổ phiếu mà gọi là kênh trên xuống lên giống như là cùng Techcombank ha ngân hàng thì giai đoạn này em sẽ chọn với anh chị mình đó rồi là chọn lọc với anh chị mình về ba cái mạng cổ phiếu cổ phiếu đầu tiên là Techcombank con thứ hai là con ECB đúng không con thứ ba là con SHB đó là ba cái mạng cổ phiếu ngân hàng nếu mà anh chị mình ưa thích cái nhóm ngành này ha anh đang mở đến HBG mà chắc về cái dòng à cái dòng thép đó chị là con HBG đúng không có nghĩa là con cổ phiếu này là con cổ phiếu cái thứ nhất á là nó sẽ nhịp cái thứ nhất á là cổ phiếu nó cân bằng trước so với thị trường đúng không rõ ràng khi mà thị trường của chúng ta nó vẫn tiếp tục tạo ra một cái xu hướng và uh, xu hướng uh, gọi là áp lực bán tiếp diễn đúng không thì có con HPG này đã có những cái trạng thái nó cân bằng bắt đầu kịp thanh khoản này gì thì những con này khả năng sẽ gì khả năng trước mắt ít nhất nó sẽ có một cái điểm test nền phía trên còn đâu đó còn giải 29 đến giải 30 để mà nó kiểm ra cái lượng cung hàng của cái này này và cái quan điểm của em á giai đoạn này á là những giai đoạn mà mình có thể đi thu gom Đúng đó có nghĩa là mình có thể mình đi thu gom những cái vùng này của con hòa phát này đây quanh cái ngưỡng đâu đó 28 Quần 28, 28.5 Là gì mình có thể mình đi, đi, đi thu gom Ở những cái vùng cân bằng trước Cái những cái con cổ phiếu nào Sau cái này này Nó cân bằng trước so với thị trường á thì mình có thể mình đi, đi thu gom này Với là cái dòng thép là có mạng cổ phiếu của HPG Còn đối với những cái À cảm ơn, cảm ơn anh Tâm Minh ạ à. Còn đối với những con mà Con hoa sen và là con nam kim á Thì quan điểm cam có nghĩa là sao à, à cảm ơn, cảm ơn anh Tâm Minh rất là nhiều Cái quan điểm của em á Là khi mà cây này này Thì you nào know, cây này nó xuất hiện này là cái có nghĩa là khi mà cái cây mà thị trường của chúng ta nó có yếu tố nó đỡ cung đầu tiên á thì những con giống như, như là con nam kim này nó vẫn tiếp tục nó tạo ra một cái áp lực bán tiếp diễn thì cái nhịp này chỉ là đơn thuần là sao nhỉ đơn thuần là cái điểm quay trở lại nó test cái nền đúng không có nghĩa là cái mức giá trung tâm đối với cổ phiếu của nam kim á là quanh cái ngưỡng vùng giá 24 đúng không đó là vùng 24 này gì đấy kể ra một cái đường này đấy thì mình sẽ thấy là cái mức giá trung tâm đối với cổ phiếu á, và wow, con Nam Kim á là vùng 24 có nghĩa là khi mà nó đi gọi là lố vượt qua vùng 24 này giảm sâu á thì cái ngưỡng nó sẽ quay trở lại cái vùng giá trung tâm của nó là quanh vùng 24 đúng không? hay là còn đối với cái mảng cổ phiếu hoa sen cũng tương tự cái những cái con này thuộc dạng các nó tăng bằng sau đúng không? cái mức giá trung tâm cái ngưỡng giá trung tâm của nó này là quanh ngưỡng đâu đó là khoảng giá 21.5 đúng không? Đó là khi mà nó đi lố quá cái ngưỡng vùng giá 21.5 á thì, thì ngưỡng nó sẽ kéo về à, thành con thấp này thấp lực bán gọi là bắt đầu nó nhảy đó là nó giảm dần thì chỉ có một cái lực cầu nó nhích nhẹ thôi thì những con này cơ bản nó sẽ sao gì nó sẽ quay trở lại nó test lại cái nền trên còn đối với mẹ cổ phiếu của HBG á, thứ nhất nó đang nằm trong VN30 đúng không có nghĩa là cái dòng tiền hiện tại bây giờ đang tập trung vào những cái nhóm ngành cơ bản cao đúng không? cái thứ hai là khi mà nhắc đến thép á, là nhắc đến những cái cái cái, cái cổ gọi là cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản đúng không mang tính chất đầu ngành cái thứ ba là gì? cái thứ ba cái thế thế của cổ phiếu này là nó thuộc dạng nó cân bằng trước đúng không nên là đối với những con hòa phát á, thì quan điểm của em nó sẽ hợp thời hơn so với cái con cổ phiếu của hoa sen hay là nam kim ha đấy nó là những cái vùng như thế này này thì các bác sẽ anh chị mình bắt đầu mình lấy dần những cái vị thế em đánh giá nó sẽ ok hơn ha đấy là mà cổ phiếu của hoa phát đấy còn bản chất thì để mà tạo đáy thì chưa đâu cái nghĩa là nó nó phải cần có thêm một cái phiên xác nhận tuy nhiên nó sao nhỉ tuy nhiên là nó khi mà nó xuất hiện những cái đặc tính thứ nhất là đặc tính về mặt thị trường nó tạo ra vùng cân bằng cái thứ hai là cổ phiếu sẽ nhỉ cổ phiếu nó hợp thời thì những cái vùng này có thể anh chị mình sẽ bắt đầu mình lấy dần cái vị thế ha ok anh ha đấy MBS sao anh ơi MBS đối với riêng cái đối với cái dòng dòng chứng khoán nói dòng chứng khoán nói chung và mà cổ phiếu của MBS MBS nói riêng á Thế nghĩa là khi mà mình xét về yếu tố tính dòng á thì mình sẽ thấy cái quý 2 này vẫn là cái quý tâm điểm của cái những cái mùa tăng vốn đúng không tuy nhiên là trong những cái nhịp vừa qua có nghĩa là cái dòng chứng khoán là cái dòng nó bị phản ứng mạnh đúng không nhìn qua những cái con giống như là HBG, đồ này kia đó nó đang có những yếu tố nó phản ứng mạnh đúng không nên là thông thường nó sẽ sao, sao gì với lại cái 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 tháng 5 á là cái tháng nó hơi bị trống thông tin đúng không nên là xem nhịn nên là đối để mà một cái gọi là cái cái động lực tăng hay là gọi là nó gọi là sau một cái tố biến động lớn á thứ nhất nó phải có tạo được một cái vùng cân bằng cái thứ hai nó phải có được những cái động lực tăng thì có thể là chứng khoán nó vẫn là một cái cổ phiếu mà nó vẫn là những cái nhóm ngành nó còn chu kỳ đúng không nó có những cái chu kỳ tăng của nó đúng rồi, nó có những cái dư địa của nó tuy nhiên là sau những cái yếu tố mà nó bị biến động mạnh thì thông thường nó sẽ mất những cái khoảng thời gian nó cần thời gian để mà nó tạo ra một cái vùng công bằng khi mà hay là nhìn qua những cái trạng thái giống như là MBS bé đi chẳng hạn anh chị mình sẽ thấy một cái yếu tố sẽ gì nhìn qua những cái trạng thái MBS bé đi chẳng hạn thì nghĩa là nhịp trước này khi mà nó giảm á, là cái yếu tố nó có volume đúng không có nghĩa là nó có nó xuất hiện những yếu tố áp lực cung cái nghĩa là lực cung treo lên lớn khi mà nó hồi phục lên á là nó sẽ còn nên là đối với để mà nó tiêu hóa đi những cái lực cung này á thì một á là phải sao nhỉ một á nó sẽ có hai cái 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 cách để mà nó tiêu hóa đi những cái lực cung này một á là sao một á, là nó phải gọi là đếm mà nó nó gọi là nó nó, nó giảm nhất á gọi là một nó phải tạo ra một một cái độ hoàn loạn có nghĩa là nó, những cái điểm đủ tiếp theo đúng không? hai là sao hai là nó phải tạo ra một yếu tố chán nản trong hai cái vấn đề gọi là hai cái yếu tố này á là gọi là nó đều có ưu nhược điểm cả đúng không? một á khi khi mà nó nó muốn nó muốn tạo đấy tạo đấy nhanh nó rủ những cái lượng cung này nhanh á bằng yếu tố hoàn loạn á thì thứ nhất nó phải giảm sâu nhưng mà để mà trong giai đoạn này nó một cái cổ phiếu nó giảm sâu hay là gọi là giảm sâu nữa nó phải đi kèm với yếu tố con mà riêng trong diện rộng và cái quan điểm của em trong cái khoảng thời gian này á yếu tố con mà riêng trong diện rộng đối với thị trường kể cả, cả trong những nhịp giảm trước em cũng có đề cập với chị mình á yếu tố con mà riêng trong diện rộng đối với thị trường trong giai đoạn này nó sẽ tương đối khó để mà nó diễn ra ha nên là thông thường á thì nó gọi là nó sẽ gọi là nó sẽ hấp tụ cái lượng cung theo cái cách thứ hai chính là sẽ nhịp nên là nó tạo ra một cái vùng chán nạn đúng không? Cái nghĩa là nó làm cho những nhà tôi cầm nắm vùng trên này người ta chán nạn nghĩa nhìn thấy những con cổ phiếu khác nó tăng mà con cổ phiếu mình không tăng thì bắt đầu chán này bán này bán ra, liên tục nó tạo ra một vùng và sao gì vùng kiện thanh khoản thì lúc đó này sẽ tiêu hóa được cái lượng cung này và giờ dịp sau bùng nổ lên cái là sao nhìn nó vào một cái xu thế mới có nghĩa là cái quan trọng nhất là cái động lực tăng giá của cổ phiếu của thị trường nó vẫn còn đúng ạ nên là sao nhỉ nên là cái thứ nhất á, là mình phải kiên nhẫn đúng không kiên nhẫn để mà nó tiêu hóa được cái lượng cung này đã là trong có thể là trong những cái nhịp sắp tới là dòng chứng khoán có nghĩa là sao nghĩa là là một cái dòng khác nó sẽ dần nhắc cái nhịp đi lên có nghĩa là những cái dòng gọi là trong cái nhóm vin 30 hoặc là những cái dòng ngân hàng nó sẽ kéo cái chỉ số và kéo cái gọi là nó lôi kéo cái thị gọi là dòng tiền quay trở lại đối với thị trường còn trong những cái khoảng thời gian đó là sao nhịp dòng chứng khoán nó sẽ sao nó sẽ đi ngang đúng không để mà sao nhịp để mà nó tạo ra một cái dư địa mới đúng không nó tiêu hóa những cái lượng cung trong những cái vùng biến động vừa qua của thị trường của chúng ta à, nên là về mặt cơ bản á có nghĩa là anh chị mình gọi là nắm giữ á, thì vẫn nắm giữ được nhưng mà sao nhịp nhưng mà nó sẽ mất gọi là nó sẽ cần thời gian để mà nó tạo ra một cái vùng cân bằng, cái nghĩa là nó có thể nó sẽ không phải là những cái con cổ phiếu, nó mang tính chất dẫn dắt cho cái nhịp độ tiếp theo. Có nghĩa là trong một cái xu hướng đi lên của cổ phiếu, trong một xu hướng đi lên của thị trường, nó có nhiều cái nhịp, đúng không nó chứ không phải là một cái nhịp đâu. Giống như là cái thị trường của chúng ta, khi mà bắt đầu đi lên từ những cái vùng cân bằng đáy như thế này này, là đi lên nó có một nhịp này, sau đó giảm này, đi là nhịp thứ hai này. À, xin lỗi, đây này, đây là những cái nhịp này, đây nhịp đầu tiên này, sau đó là điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Đây nhịp thứ hai này đúng không? sau đó điều chỉnh giảm đây nhịp thứ ba cái nó là trong những nhịp đầu tiên có thể dòng chứng khoán là cái dòng nó sẽ cần thời gian có nghĩa là nó sẽ chứng chứng lại trong cái nhịp này cái nên nó sẽ có thể nó sẽ đánh trong nhịp thứ hai trong nhịp thứ ba của thị trường của chúng ta đi lên ha là còn trong cái nhịp đầu tiên á thì quan điểm của em nó sẽ là những cái dòng cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản cao đấy, cơ bản cao thì chị mình có thể mình lưu ý vào ha ờ, tiếp theo là chị B sao anh B anh chị B nguy cơ bê con này thứ nhất á là cái thanh còn nó bé quá đúng không cái thứ hai là cổ phiếu nó sinh nhật cổ phiếu nó vận động mà anh chị mình thấy này nó tương đối lỏng đúng không cái thân thanh còn nó bé như thế này á cái, cái việc mà anh chị mình mua bán ra vào nó sẽ tương đối khó nó chỉ phù hợp cho những anh chị nào gọi là mình đánh với một cái tỷ trọng nó vừa phải đúng không còn cái cây nghiệm nay là cái cây nó xác nhận lên lên này còn đánh những cái con này quan điểm của em là không đánh ha tuy nhiên là cái dòng cái dòng điện á ngày hôm nay là cái dòng nó có những cái sự phản ứng tương đối tốt đúng không? Tuy nhiên á, là điện á thì nên đánh những cái con cổ phiếu nó mang tính chất đầu ngành hơn một chút. Giống như là những cái con cổ phiếu ngày hôm nay đấy, anh chị mình thấy là con RE á, đấy, có nghĩa là cái cung cầu nó cô đặc, cái cung cầu sao gì, cung cầu nó gọi là cái sự gọi là cái cung cầu nó nó, nó lớn á, thì gì mình dễ, thứ nhất là dễ đánh giá, cái thứ hai là khi mà mình ra vào thì nó dễ hơn. Còn đối với những con như con WTB này. Ngày hôm nay cũng là một cái phiên xác nhận đi lên Nhưng mà về mặt thanh còn yếu tố cung cầu như thế này á, Là tương đối khó để mà đánh giá anh mình vào à, Nên là nếu mà đánh, đã đánh rồi á, Thì nên đánh những cái con đầu ngành Như những cái con ri Thì mình đánh giá nó sẽ ok hơn rất là nhiều à, Cái dòng mà cái dòng điện á, là cái dòng mà ngày hôm nay có một cái sự phản ứng đánh giá nó tương đối tốt á. Tôi nghĩa là những con cổ phiếu nó tiêu cực nhất của cái dòng này giống như là bâu đi chẳng hạn Nó tiêu cực nhất trong giai đoạn này, này, Bắt đầu nó cũng có những cái sức bật trở lại Nghĩa là nó, nó bớt đi cái tính tiêu cực cho cái dòng làm đánh giá là đấy là một cũng là một cái điểm sáng rồi nên là cứ chọn cho những cái cổ phiếu gọi là nó có khả năng leader đó thì ngày hôm nay em chọn với gọi là chọn với chị mình á là con cổ phiếu của ri với cái, cái gọi là cái cái vào hàng này ha VCI mbb uh, mai vào được không ạ à? quan điểm cái thứ nhất á cái cách chọn cổ phiếu có nghĩa là khi mà mình chọn cái dòng á giống như lúc này em có đề cập với chị mình á dòng chứng khoán trong giai đoạn này có thể là nó sẽ bị gọi là nó sẽ căng thời gian để mà nó tiêu hóa đi sau những giai đoạn biến động vừa rồi anh chị mình thấy khi mà chị mình nhìn qua cái 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 cái, cái so sánh giữa cái vận động của cổ phiếu với lại cái vận động của thị trường đúng không ạ thì chị mình thấy là hiện tại bây giờ con gọi là vận động của dòng chứng khoán á nó đi có những yếu tố tương đồng với yếu tố thị trường đúng không ạ có nghĩa là có thể đó gọi là sao nhỉ gọi là không nói đến cái vấn đề mà cổ phiếu nó đang đi trong một cái trạng thái gọi là nó nó yếu hơn so với thị trường chung một nhịp đúng không ạ nên là nên là cái dòng này á, nó cần có những cái con thời gian nó tạo nên cái về mặt dư địa nó vẫn còn ha nhưng mà về mặt để mà đánh cho một cái nhịp này á thì có thể nó sẽ gọi là nó gọi là nó nó sẽ không gọi là không phải là tâm điểm trong cái nhịp này nó nên là có thể mình chọn những cái cái dòng khác nhưng như là lúc này em có đề cập với chị mình á là một có thể là sáng gì một là chọn dòng ngắn hàng hay là chọn những cái dòng nó mang tính chất cơ bản cao trong những cái trong giai đoạn này chị mình chọn dễ lắm tại vì sao tại vì thanh còn nó thấp chị mình cứ những cái những cái con nào á nó mang tính chất cái dòng tiền đột biến mà nó vượt được cái đỉnh cũ á nhau cái sức bật nó tốt hơn này thì như mình cứ chọn vào đúng không? cứ chọn vào để mà đánh cho những nhịp sắp tới thì mình nhớ nó sẽ ok hơn ha còn đối với những con, con trạng thái giống như VCI này Thì trong giai đoạn này nó sẽ đi ngang trong vòng khoảng vài tuần đúng không? đi ngang để mình tạo dư địa trong vòng khoảng vài tuần trong giai đoạn này này đã cứ thành con thấp nhịp sau bùng nổ hướng lên Đúng không có thể là có, có thể, nghĩa là có thể nó sẽ dần dắt chân cái nhịp độ sau đúng không? nó bùng nổ hướng lên nhịp sau thì nhịp mình đánh vào đúng không? nhưng mà nhịp này thì quan điểm của em đối với những con này á có thể nó sẽ bị còn uh, là nó, nó, nó đang nó đang cần thời gian ha cái thứ hai là đối với cái mạng cổ phiếu của MBB thì như lúc này em có đề cập với anh chị mình đúng không là cái dòng ngân hàng trong giai đoạn này á là có ba cái mà cổ phiếu mà em đánh giá với anh chị mình nó tương đối tốt nhất đúng không có nghĩa là nó nó tạo ra một cái thế đánh nó tốt nhất là một á là mẹ cổ phiếu của Techcombank đúng không Techcombank gần như trong những cái nhịp thị trường của chúng ta nó nó rủ vừa qua con này gần như nó không có những cái sự phản ứng đúng có nghĩa là sao cái cổ phiếu nó chống chọi lại được với những cái xu hướng chung giảm chung của thị trường có nghĩa là cái dòng tiền nó có đúng không? nó đỡ cung là anh chị thấy rõ ràng một cái vấn đề này cổ phiếu gần như nó không có gãy gây trend đúng không? và nó vẫn tạo ra cái đáy sau cao hơn đáy trước, cái trend nó xuống nó vẫn giữ. cái thứ nhất, cái thứ hai chị tham bắt đầu là siết chặt biên độ thành vùng thấp. đây là một cái điều kiện là cái điều kiện để mà cái dòng tiền nó 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 nó, nó vào trong những nhịp sắp tới. ha. À, cái thứ ba là sao nhỉ? cái thứ ba là khi mà thị trường chung của chúng ta nó bắt đầu tạo ra vùng cân bằng, con này nó có sức bật. đấy là con tác công bằng là con đầu tiên. cái con thứ hai là con mã cổ phiếu của acb, đúng không? gần như trong những nhịp vừa qua là cổ phiếu nào còn chỉ đi ngang cái thì nó bất biến đối với thị trường cái thứ hai cái thứ hai là sao nhỉ cái hai thì nếu nói về cái yếu tố cơ bản của cái dòng ngân hàng á là con ECB là sao nhỉ ECB là nó có một cái đặc tính á, là cổ phiếu sao cổ phiếu gọi là cổ phiếu uh, gọi là ngân hàng an toàn nhất cái là một cái ngân hàng mà nó ít dính tới những cái yếu tố về mặt nợ xấu đó. đó nên là khi mà mình nhắc đến những cái con cổ phiếu cơ bản của ngân hàng thì người ta cũng sẽ nhắc đến cái con mà cổ phiếu của ECB đúng không và chị mình thấy cả rõ ràng cái phản ứng của cổ phiếu này À, thị trường của chúng ta nó có biến động bao nhiêu nhưng mà cổ phiếu này sao nhỉ gần như nó không biến động như là cái áp lực đối với cổ phiếu gần như nó nó rất là thấp nên là chỉ cần một cái phiên kích hoạt hướng lên thôi thì con này nó sẽ vào xu hướng cái con thứ ba là con ngày hôm nay em quan sát được là con SHB đúng không SHB này test ba đáy liên tục này Đấy, có thể là những, cái giai đoạn trước đây anh chị mình có thể mình kỳ thì con SHB đúng không có nghĩa là giống như lúc này là những cái cái buổi livestream trước em có đề cập với chị mình á có thể trong những cái giai đoạn trước những cái con cổ phiếu mà nó làm cho chị mình sao nhỉ? Nó làm cho chị mình thất vọng Thì đôi lúc nó lại là, là một cái Cái con cổ phiếu nó sẽ sao nhỉ? Nó sẽ dẫn dắt cho những cái nhịp này Tại vì sao như thế? Tại vì có nghĩa là giống như là những con SHB đi chẳng hạn Trong những cái nhịp trước Thị trường của chúng ta nó tăng Nhưng mà những con này gần như không tăng kia là sao? Nó không tạo ra những cái sự kích thích Nó không tạo ra những cái sự phố mô, nó không tạo ra những cái sự đeo bám Nó làm cho những cái lượng cung hàng trong giai đoạn này nó gần như nó nớt đúng không nên là khi mà cái thị trường của chúng ta nó áp lực xuống này gần như những con cổ phiếu này nó không có những cái lượng hàng đeo bám đây là bạn để mà nó bán ra đúng không đấy nên là đấy chính là một cái điểm cộng đấy đúng không đấy chính là một cái điểm cộng nên là những cái vùng cúc cua này đối với thị trường á là nó mới là những chính là những cái cơ hội để mà những cái con cổ phiếu mà giai đoạn vừa qua nó không tăng nó sẽ nhỉ? nó vượt lên đấy đôi lúc nó là như thế ha nên là những con trạng thái SHB này đúng không lúc mà thị trường của chúng ta nó rủ cái đấy thì con này sao nhỉ nó test được ba cái đấy này test là một đấy hai đấy ba đấy và bắt đầu nó có thiên hướng ra gì cái xuống đi lên và hôm trước nó có một cái điểm mò chạy dòng tiền thì uh, như uh, những cái nhịp trước có đề cập với chị mình đó. đây là cái điểm mò chạy dòng tiền đối với cổ phiếu đúng không nó mò chạy được cái dòng tiền này cái phiên này là phiên dụ cầu đúng không? sau phiên dụ cầu cổ phiếu rủ bỏ đều bán này kia tăng còn này ngày nay bắt đầu là sao nhỉ bắt đầu nó mò được cái dòng tiền vào nữa nên là có thể trong những nhịp sắp tới nó sẽ là những con nhận nhắc tiếp theo anh chị mình nhìn qua cái, cái 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 cái, cái vận động đối với cổ phiếu này cái đỉnh cũ của thị trường này ở đây cái đỉnh hiện tại bây giờ thị trường ở đây có nghĩa là về mặt xuống là cái đỉnh sau nó đang thấp hơn đỉnh trước nhưng mà con ghét b đến cũ gần nhất này cái đỉnh hiện tại bây giờ này nó về lại được cái đỉnh gần nhất kia cái, cái sức bật cổ phiếu nó đang tương đối tốt hơn nên là đối với những con này có thể chú ý tới chú ý hơn là có con mbb tại vì sao mbb trong giai đoạn này anh chị mình thấy một cái vấn đề á là cổ phiếu nó đang sao nhỉ nó đang vận động ở một cái biên giá dưới đúng không cái biên giá cổ phiếu nó đây này kia cái biên giá trên cổ phiếu nào đây này Đấy, anh chị thông về hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ cái lực đỡ này hỗ trợ cái lực đỡ này khi mà nó thung hỗ trợ là trước mắt anh chị nó sẽ có những điều nó test lên để mà kiểm tra cung cầu nè để mà nó hình thành để mà nó thu hút được những cái dòng tiền nó đánh cho nhịp tiếp theo á là sao nhỉ là nó sẽ sao nhỉ là nó sẽ mất nhiều cái khoảng thời gian hơn nó tiêu tốn nhiều cái nguồn lực hơn đó nên là vì sao trong giai đoạn này em không chọn với chị mình về mvb đó là như thế hay nên là mình chọn những con cổ phiếu nó có thiên ngưỡng kênh trên xuống lên để mà đánh thì nó như nó sẽ ok hơn đó nên là nếu mà đánh vào cái dòng ngân hàng á thì em gọi là đề cập với chị mình về ba cái mạng cổ phiếu một á, là Techcombank đúng không? đã đánh và đã đánh á, để chấp nhận đánh thì nên đánh vào những cái con cổ phiếu nó mạnh nhất luôn chứ đừng có đánh những con mà thuộc dạng gọi là tăng theo là giờ ương ương đó chị đừng có đánh những con đó đánh luôn những cái con cổ phiếu mạnh nhất đó tiền chị mình thấy bây giờ là một gọi là những cái cái, cái 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 cái, trong những cái cái phần profile tiktok của em á em cũng có đề cập với chị mình cái đặc tính để mà nhận diện một cái cổ phiếu nó khỏe là sao nhỉ cái thị trường rủ nó nó có thể nó rủ hay không nhưng mà khi mà thị trường chung chúng ta bắt đầu nó căng bằng con nào nó gần cái vùng đỉnh đỉnh cũ nhất nó sẽ là những con cổ phiếu mạnh nhất đó anh chị mình cứ lưu ý về cái 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 kêu đó để cho anh chị mình đầu tư ha nên là quan điểm của em á nếu mà chọn cái dòng ngân hàng thì nên chọn một trong ba cái mạng cổ phiếu mạnh nhất luôn một là Techcombank hai là ECB ba là Techcombank là ba cái mạng cổ phiếu nó đang vận động tốt hơn so với cái phần còn lại trên thị trường của chúng ta ok anh chị ha rồi tiếp theo này anh chị ha ờ, uh, ECB thì sao ạ ECB quan điểm của em là anh chị vùng này có thể canh vào đúng không nghĩa là những cái vùng mà thị trường chúng ta bắt đầu chuẩn biên này còn cổ phiếu này nó giao dịch một cách ảm đạm này thì những vùng này chính là cái vùng để cho chị mình lấy vì thế đúng không và chị mình thấy rõ ràng sau những cái yếu tố biến động của của cổ phiếu thì bắt đầu sẽ bắt đầu thanh còn nó cạn kiệt dần đúng không thanh còn nó cạn kiệt dần này nó cạn kiệt dần này nó có nghĩa là cái áp lực bán bắt đầu nó hạn nhiệt hết thì đối với những con như thế này á thì quan điểm của em á chỉ còn một cái điểm kích thích hướng lên này. và đặc biệt khi mà chị mình nhìn mình uh, quan sát trong cái phiên uh, cái phiên ngày hôm nay của thị trường á là cái dòng ngân hàng là cái dòng nó đang có gọi là nó có những cái tín hiệu nó mồi trà đúng là nó có những cái điểm môi của cái nhóm ngành này nên là quan điểm của em đối với những cái trạng thái ECB này nó đang ở những cái biên giới dưới này thì những bung này anh chị mình có thể mình thu gọn khi mình lấy trước những cái vị thế điểm dòng tiền bùng nổ hướng lên á lúc đó anh chị mình đánh gia tăng lúc đó sao nhỉ lúc đó là cổ phiếu nó xác nhận xu hướng xu hướng và nó có dòng tiền lúc đó anh chị mình đánh gia tăng với thanh khoản uh, gọi là thanh khoản bùng nổ cỡ khoảng 25 triệu cổ phiếu thì đánh giá là cái phiên đó là một cái phiên xác nhận đi lên đối với cổ phiếu này nên trong ok đó anh chị ok đấy. đấy dòng ngân hàng có thể cân vào ah à. zemedep mua mới xong hoàn hay anh chị quan điểm kem cái cây nếu mà mua là cây này cây mua này cái con này chị mình thấy cũng ra ra một cái vấn đề con này cân trên xuống lên nhưng lúc mà thị trường đổ con này gần như nó bắt biến đúng rồi. những cái con cổ phiếu mà khi mà thị trường rung dậu á nó không có gọi là thị trường mà nó cứ áp lực xuống áp lực xuống áp lực xuống liên tục á mà sao nhiệt mà những con cổ phiếu nó vẫn giữ gọi là cổ phiếu mà nó không có yếu tố sao nhiệt cái lượng cung lớn á thì nó sẽ thể hiện qua yếu tố sao nhiệt là khi mà cái áp lực thị trường nó càng lớn nhưng mà cổ phiếu nó nó vẫn giữ được cái form cái sao cái có nghĩa là cái gọi là cái lượng cung hàng đối với cổ phiếu á, nó không có nhiều đúng không anh chị thấy rõ ràng những con giống như con CMD nó vẫn là những con cổ phiếu kênh trên đó nhưng mà con này nó hơi khó đánh một chút á là cái cái thanh khoản của nó với lại cái lệnh kê nó hơi lỏng đúng không nó hơi mỏng nên là nó chỉ phù hợp cho những anh chị nào đánh theo cái dạng gọi là mình đánh theo với một cái thị trường nó vừa phải ha à, còn với một cái điểm mua đó, là một á, là mua phim này cái lúc mà thị trường bắt đầu nó công bằng con này có những cái đoạn dòng tiền nó vào nó bước phá lên anh chị thấy rõ ràng một cái vấn đề là khi mà thanh khoản của thị trường nó nó bé đúng không thanh khoản của thị trường nó đang thấp thì cái việc mà chọn lọc cái dòng tiền nó vào đó, đối với những cổ phiếu đó, nó toàn vào những con cổ phiếu khỏe thôi đúng không Anh chị thấy rõ ràng những cái vấn đề luôn nó vào là vào con nào vào những con giống như là con nó có những gọi là nó nó vào là gọi là một khi nó vào á nó là nó nó xác định cho một xu hướng đi lên luôn đối giống như là FPT này nó vào cái là cổ phiếu nó sao nhỉ nó đi lên luôn hay là những con GMD cũng vậy đúng không nhìn thấy không Nên là khi mà một khi mà cái trong một cái vùng thanh con thấp con nào nó kích hoạt dòng tiền đó là chỉ mình có thể canh vào nó cũng là một cái ví dụ à thì à, một là cái này một là cái dòng tiền hai á, là cái phiên ngày mai là cái phiên mà cái lượng hàng của cái cây này này cái là cái bùng nổ nhưng mà yếu tố quyết liệt nó chưa có đúng không? nó vẫn gọi là sao gì khi mà nó gọi là khi mà cổ phiếu nó nó đã đóng đóng cửa đấy về mặt cuối phiên ấy, nó vẫn có yếu tố này hạ nhiệt cái sao cái độ quyết liệt cổ phiếu nó nó vẫn chưa quá lớn Nên là thông thường là cổ phiếu nó sẽ có thiên ngưng nó test lại mà test lại đánh giá với gì mình cỡ còn đâu đó vùng giá 83 82.5 đến 83 mà test lại thành còn thấp vào các ngày mai ấy, thì có thể gì mình canh vào một là điểm điểm dòng tiền vào hai là điểm test lại đó là hai cái điểm đó chính là hai điểm vào đối với mã cổ phiếu của CMD hai cái nền của nó đây này nền này nền này là đối với những con này nó có dư điện ha ok đó chị giờ mới tiếp theo CSV mua mới được không CSV em xem ha CSV quan điểm của em là không mua mới được đúng không ạ tại vì sao không mua mới được tại vì anh chị mình thấy nó giống với những cái con cổ phiếu mà khi mà thị trường chung của chúng ta đã bị phản ứng này. con này anh chị thấy rõ ràng cái sức bật cổ phiếu thứ nhất là rất là kém anh chị mình nhìn qua cái gọi là từ cái đỉnh gần nhất đi chẳng hạn nó về đây hiện tại bây giờ là nó đang giảm 14 phần trăm đúng không ạ còn đối với cái thị trường của chúng ta này thì không thị trường người ta nó chỉ giảm 5 phần trăm thôi nghĩa là khi mà cái thị trường nó có yếu tố phản ứng nó giảm tới 5 phần trăm nhưng mà cổ phiếu của anh chị mình á là nó giảm tới 14 phần trăm có nghĩa là sao cái là cổ phiếu đang yếu hơn so với thị trường đúng không sức bật gần như nó không có này nhìn không thị trường nó bật trong vòng hai ba phiên vừa qua nhưng mà con này bật rất là kém là đối với con này đối với con này quan điểm của em á là cơ bản nó trước mắt nó test và là cái cái nền biến trên trước đã là giá 60 trước đã chứ còn mà gọi là cái yếu tố nó có nó có yếu tố nó hồi phục chứ chưa phải là con cổ phiếu nó vào trend lưu nha à? và cái điểm mà bây giờ em với chị mình cần chú ý tới cần quan tâm tới là cổ phiếu nào là cổ phiếu nó vào luôn cái xu hướng đúng không ạ cổ phiếu nào là cổ phiếu leader chứ không phải là cổ phiếu nó hồi phục đối nha dòng tiền nó chưa có sao vậy nó chưa có điểm nhấn nên là đối với những cái con như thế này quan điểm của em á là cái đặc tính này là cái đặc tính chưa có cái điểm vào đối với mã cổ phiếu của CSV. à giờ mua mới mã nào cái okay, bạn thì uh, trong cái phiên ngày hôm nay này chị thì uh, có hai cái mã cổ phiếu để mà em đánh á uh, một uh, là cùng Ri đó, lúc nãy về cũng đề cập với chị mình đúng không ạ à, là cổ phiếu sẽ gì gọi là cái dòng tiền nó được chọn lọc trong cái bối cảnh lúc mà cái cái thị trường của chúng ta nam đạt đúng không lúc mà cái thị trường của chúng ta cái thanh còn nó bé bé mà bắt đầu sẽ gì ri nó thu hút được dòng tiền này thì cây này chính là cây vào rũ bỏ xong hướng lên được đúng không anh chị thấy rõ ràng những cái cây mà cái điểm hướng lên của cổ phiếu đó, những cái điểm mở biên đi lên đó, là hàng về nó cho hàng hết luôn này thì không cái cây mở biên này cái cây cái này là cái cây phủ định lại cái cái cái, cái phiên của ri đúng không phủ định là cái 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 cái, cái nhịp độ của ri nó cái này này cái này cái mở biên này đúng không và cái lượng hàng về gì không cái tính chất đầu tiên đối với một cái cổ phiếu nó đi lên đó là những cái lượng hàng bắt đấy nó phải cho ăn và nắp đủ hết đúng ạ thì đấy mới xuất hiện một cái yếu tố gọi là yếu tố xây nhiều mới là xuất hiện yếu tố là cái dòng tiền nó mạnh mẽ đúng không và nhiều thấy lượng hàng này về này hàng vòng hấp đầu trang hết nó là một cái phiên ngày hôm qua là phiên tiền đề đúng không ngày hôm qua đã quan sát rồi anh chị đấy cái phiên ngày hôm qua hôm trước này đã quan sát rồi mà chỉ cần một cái điểm đạt được yếu tố dòng tiền kết hợp thôi thì cái này cây vào cái này là sao gì cái này cái này mở biên cho một cái xu hướng mới nói đối với mạng cổ phiếu của ri. nên là cây này chính là cây vào đối với ri này Đấy, cái con thứ hai chính là sao gì là em cho em chọn trong giai đoạn này á, là toàn là những cái cổ phiếu nó có nền tảng cơ bản cao thôi nói con thứ hai là ngày hôm nay á là con giống như là con SHB đúng không ạ cũng chia sẻ với chị mình cũng là những cái vùng này chính là vùng vàng đối với SHB cổ phiếu nó có sức bật tốt cái thứ ba là con này gì con ACB đó, những vùng nào ECB thì nó chưa có điểm nhấn đâu nhưng mà những vùng này chính là những vùng cân bằng rồi bắt đầu vào lấy vì thế con thứ tư là con sao gì? con thứ tư là con hòa phát đúng ạ là con cổ phiếu nó cân bằng trước so với thị trường chung của chúng ta bắt đầu thành con thấp thấp như này chỉ có một điểm kích hoạt hướng lên cái là cổ phiếu sao nhỉ là vùng này chính là cái vùng gọi là cổ phiếu sinh ra cổ phiếu sinh ra trong ảm đạm đấy là vùng này chính là vùng ảm đạm này cổ phiếu cân bằng trước so với thị trường là những vùng này chính là cái vùng sinh ra đối với cổ phiếu đấy thì có nghĩa là đối với kiểu tố cái sức bật thì có gọi là ri là một hay là SHB đúng không ạ còn những con cổ phiếu nó đang trong một vùng cân bằng cái là mua để mà chờ thời á mua để mà lấy vị thế trước để mà chờ thời á thì trong đó có mã cổ phiếu của HBG trong đó có mã cổ phiếu của ECB đó là những cái mã cổ phiếu chị mình có thể mình chú ý tới mình tham gia vào mình vào những cái cái vị thế trước ha còn đối với những con cổ phiếu mà nó mới thành một đấy thôi đừng có tham gia vào sớm rồi giống như là nhịp trước mình có đề cập với chị mình như con DG đi chẳng hạn chị mình vào quá sớm đi thì ít nhất đó, khi mà đi lên nó sẽ có yếu tố nó test lại đúng không? Nên là vì sao cái thứ nhất trong cái giai đoạn này của thị trường á nó sẽ chưa tạo đáy nó đi lên ngay đâu. Tại vì sao? Tại vì những con này nó chưa tạo đáy, nó Nó chưa tạo ra được những cái vùng cân bằng. Nên á, là kể cả khi mà những con này nó có đi lên đi chẳng hạn thì nó sẽ test lại và cái nhịp test lại như thế này nó làm cho thị trường chung của chúng ta nó rung lắc. Nói lưu ý hai là anh chị mình thấy cái nhóm đầu tư công đi chẳng hạn, VCG đi chẳng hạn. Cái quan điểm của em là những con này á nó có hồi phục nhịp đầu thôi là nó test lại cái nền thì nó sẽ đâu, đâu đó nó test lại cái đấy đấy gọi là cái đấy số 2 còn bản nhất để mà tạo đấy hay chưa quan điểm của em vùng này nó chưa nhưng mà có nghĩa là nó giảm sâu thì sau đó nó có sức bật nó hồi phục Còn mà chắc những con này để mà tạo đáy hay chưa là chưa. Cái có nghĩa, là có thể nó lên lại vùng gọi là cái vùng giá trung tâm của nó này là, là quanh cái ngưỡng đâu đó vùng giá 20 23.5 đến 24. Lên vùng này thì sau đó nó test lại. Đấy, đừng có quan điểm này, nó phải test lại hai ba đấy. Thì lúc đó sẽ nhìn lúc đó những cái con mà chắc tiêu cực của thị trường á nó mới đạt được những cái vùng cân bằng. Thì lúc đó thị trường của chúng ta sao nhỉ? Nhưng có nghĩa là nó nó bớt đi những cái tính tiêu cực. Thì lúc đó nó mới có khả năng đi lên. Ok nhỉ ha. Còn giai đoạn này chỉ tập trung cho những con cổ phiếu mạnh nhất thôi để mà đánh. PVD để mua giá 30 sao. PVD em xem ha. PVD quan điểm của em không có mua. Đúng không ạ? Vùng này nó chưa xuất hiện điểm mua. Tại vì nhìn thấy ra ra một cái vấn đề cổ phiếu nó không có sức bật. Đúng không ạ? Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình nhìn qua cái thị trường của chúng ta ấy, là cái dòng nào nó đang hợp thời. Đúng không ạ? Rõ ràng một cái vấn đề á là khi mà nó báo hiệu một cái mã cổ phiếu giống như là FPT nó đi lên á thì sao nhỉ? Thì cái thiên hướng của thị trường nó sẽ dòng tiền nó sẽ đổ bộ vào những cái nhóm ngành nó mang tính chất cơ bản. Đúng không? Nó đang một cái vấn đề có nghĩa là con FPT bây giờ nó giống như là một cái, cái 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 khi mà nhắc đến cái gọi là khi mà nhắc đến cái thời điểm hiện tại bây giờ của một cái cổ phiếu mà nó có cơ bản cao nó đầu tư giá trị đồ này kia là người ta gọi là sao nhỉ? nhà đầu tư mình sẽ nhắc đến con FPT đúng không? nên là khi mà FPT nó đổ bộ dòng tiền vào thứ nhất nó sẽ báo hiệu thị trường chung của chúng ta nó sẽ nó sẽ sao nhỉ nó, nó sẽ nó sẽ ổn định và nó sẽ sống cân bằng là cái thứ nhất cái thứ hai là dòng tiền đúng không gọi là cơn sóng sắp tới nó sẽ là những cái cơn sóng của những cái nhóm ngành cơ bản đúng không còn uh, về mặt yếu tố của của BVD đi chẳng hạn cái vùng này các bạn đã test về đúng không khi mà nó bùng nổ lên này Đấy, điểm lên này thì bùng nổ lên đây là giai đoạn test về thì test về giai đoạn này bắt đầu thành công thấp thì khả năng nó hồi phục thôi cơ bản nhất để mà khả năng nó tạo sóng đối với những cái con như là con FB con BVD ngay á thì mình quan điểm của em là chưa hay là nếu mà anh chị mình đánh trong giai đoạn này á thì có thể đánh ngắn về lại 32 đấy thì sẽ canh chốt nhưng gọi là canh theo cái dạng chốt ngắn chứ còn bản chất để mà đánh theo cái dạng gọi là cổ phiếu nó leader thì quan điểm cái nó sẽ chưa phải là kiểu tốt hợp thời đối với mà cổ phiếu BBD là thậm chí là BVS đầu đi chẳng hạn đúng không? Còn bằng thì có thể nhịp sau nó sẽ test lại cái nền trên Ok anh chị ha Nói còn BVD mà đã mua giá 30 á Thì chỉ cần đánh ngắn thôi Đánh ngắn thì giá mình gọi là giá về nền trên này Là quanh giá đâu đó là khoảng giá 32 31.8 là giá 32 Đó thì biên độ đâu đó khoảng 300 Đó còn đâu đó em xem thôi ha đó, đánh ngắn thì biên độ khoảng 7 8 phần trăm Đối với mà cổ phiếu BVD này Còn mà nhắc để mà kỳ vọng á Kỳ vọng cổ phiếu leader á Thì con này nó chưa phải ha uh, T... TLH là gì? TLH là sao đây? TLH xem ha. TLH à? Đối với cái dòng thép trong nhịp tới thì mình đánh á thì nó đánh con HBG thôi. Còn TLH á, anh gì không? Giảm sâu này, giảm sâu nhìn không? Sức bật nó kém. Nên là đối với những con này á, về mà cơ bản nó hồi phục thôi chứ chưa phải là những con leader, nó không phải là những con cổ phiếu nó mang chắc hợp thời. Hay nên là nếu mà thép mà đánh á thì nên đánh hồi phát trong nhịp sau. Kia nó mang tính chất cơ bản nó cao hơn ha. EGG sau À, rồi quan điểm của em những con này thế xuống không đánh đúng không con này đau trên cá một nhiều vừa qua đau trên kỳ vọng là những con nó này nó bất tiêu cực đi thì cho cái tâm lý của thị trường của chúng ta nó ổn thôi còn bằng chắc những con này không đánh ha xuống thì xuống giảm đúng không trong một chu kỳ của cổ phiếu như mình vào, vào thị trường thì mình sẽ cái thứ nhất là mình sẽ có những cái yếu tố mình mình tìm hiểu về cái yếu tố cái chu kỳ của cổ phiếu đúng không chu kỳ thì nó, nó có nó có bốn cái bốn cái giai đoạn gọi là tích lũy tài giá phân phối và đề giá thì như mình nhìn qua rõ ràng một cái vấn đề con này đang trong một giai đoạn nào giai đoạn đề giá đúng không giai đoạn đề giá thì không nên không nên đánh vào ha nghe cái rủi nó đang cao hơn cơ hội thì tốt nhất không nên đánh ờ, ctr và được không nghe đây cái dòng việc theo quan điểm của em là không còn điểm mua đâu nó dòng theo giống như con ctr này khi mà nó đủ thì các bạn những cái nhịp sau này là cái nhịp nó test định lại những giai đoạn test định thôi cái nếu mà đánh đánh chiếc khấu này test định lên bán thôi. còn mà chắc khi mà nó đẹp, hồi phục lên rồi thì bỏ qua ha bcm vào nó được không ở à đây quan điểm các em nếu mà chị mình xem em xuyên suốt trong những cái buổi livestream á nên chị mình biết á là em có những cái con cổ phiếu mà sẽ không đánh trong cái mùa uptrend đúng không trong cái mùa cái cơn sóng đi lên thì trong đó có con bcm tại vì sao cái đơn giản nó không đánh á tại vì sao như mình thấy rõ ra một cái vấn đề thị trường đi lên con này không kiếm được tiền đúng không? nên là với cái quan điểm của em đối với những con mà downtrend như thế này thì you know? thứ nhất là mang tính chất điều tiết cao đúng không cái thứ hai là sao nhỉ cái thứ hai cổ phiếu nó không có sống là đối với những con không có sống sánh như này không đầu tư có nghĩa là mình sẽ không mua những cái con cổ phiếu nó có vẻ rẻ đúng không mà chỉ nên mua sao chỉ nên mua những cái con cổ phiếu nó có khả năng tăng giá đi lên đúng chứ không ai mà không ai kiếm tiền những con từ những con cổ phiếu mà nó rẻ cả có nghĩa là nó rẻ nó không có động lực tăng giá cũng như không đúng không còn những con cổ phiếu nó có thể đánh anh chị thấy rõ ràng trong giai đoạn này FPT nó bùng nổ lên cái nó gọi là sao nhỉ anh chị mình cứ thấy ờ nó sao nó nó cứ tăng đúng nó cứ tăng tăng tăng, tăng như thế này à, nó bùng nổ lên cái nó tăng xong rồi thì phiên sau nó còn tăng nữa nó ngày nay tiếp tục tăng ba trăm nữa còn những con gì không những bcm đi chẳng nghe đến cái bây giờ nó mới tăng ba trăm đó khi mà nó giảm nó lại là những con giảm nhiều nhất Nhưng mà khi mà nó, nó tăng á, nó lại là những con cổ phiếu nó tăng nó tăng chậm hơn nó lưu ý anh là đối với những con đặc tính như thế quan điểm của em không đáng ha ECB vào được chứ đây quan điểm của em quanh vùng này ECB căn vào đó chỉ nào có thị trọng tiền mặt rồi đấy thì những vùng này có thể chị mình cứ canh vào còn thấp thấp như này này siết chặt biên độ như thế này đó, cứ căn vào bùng nổ là cái điểm gia tăng đối với mạng cổ phiếu của ECB thứ nhất là sẽ hợp thời đúng không cái thứ hai là cổ phiếu nó giữ được cái nhịp của nó nó gần như những con này như thế nào nó bằng ở một cái biên giá trên nó còn những con cổ phiếu giống như là MBB này đang ở một cái biên giá dưới rõ ràng một cái vấn đề như thế ha đấy nên là ECB thì vùng này chỉ mình có thể căn vào cái này là mình lấy trước cái vị thế thôi Lấy lấy trước vị thế khi nào dòng tiền kích hoạt vào cái. Đấy, điểm đó chị mình đánh giá tăng. Điểm đánh giá nó sẽ ok nhất ha. VGI giá 53 có nên đề không đây à? VGI em xem à. VGI anh chị, VGI quan điểm của em đối với những con này chặn lại nữa. Còn bạn này con là con này nó vượt khỏi cái tầm phân tích này. Siêu cổ rồi Cứ nắm giữ nó Nắm giữ chưa có thể là À, khi mà nó xuất hiện bắt đầu à, xuất hiện những cái phiên à, gọi là cái biến động lòng lúc đó là chị mình có thể canh chốt giao à. mà quan điểm không đầu tư đúng không những con cổ phiếu mà không đầu tư trong mùa trên đó, thì trong đó cũng có mà xanh như rõ ràng một cái vấn đề đó. cả một cái chu kỳ đi lên của thị trường này con này gần như sao nhỉ nó về lại cái gọi là cái mức giá thấp nhất rồi về lại những cái mức giá nền nè đối với những con này quan điểm của em á nó không có sống lúc mà tăng anh không cả một trong vòng khoảng từ cái tháng 11 đến cái tháng 5 thời điểm hiện tại là con này nó chỉ có một cái nhịp là chỉ mình kiếm được tiền thôi, còn lại là sao nhịp, còn lại là không kiếm được tiền hoặc là mất tiền thôi Nè đối với những cái con như thế là rủi ro nó cao hơn cơ hội thì tốt nhất sao nhịp, tốt nhất không đầu tư. Ha. egr giảm không tới hồi ED nhận định giúp uh, thời điểm vàng đối với cái dòng uh, dòng uh, chứng khoán lúc này em có đề cập với chị mình đó uh, từ cái biên uh, giảm trong giai đoạn này nó có vô lưng, nó có lớn đúng không? Nên là về mặt cơ bản sao nhịp nó hồi phục lên nó về lại cái nền này. Thì nhìn chung là nó sẽ mất thời gian có những cái dòng chứng khoán này cái dòng nó sẽ cần thời gian để mà nó cân bằng là đối với những cái dòng này có thể là nhịp này nó sẽ không đánh đâu có nhịp này nó trong lúc những cái dòng khác nó đánh thì những cái cái con cổ phiếu của dòng chứng khoán này nó sẽ cân bằng cái nó sẽ cần thời gian để mà nó cân bằng ừ, HDC thì sao đây HDC em xem à HDC là quan điểm của em con này có sống đâu Nói chỉ thật rõ ràng thị trường tăng này con này đi ngang không? những con này không có sống lúc mà thị trường tăng những con này nó đâu tăng nhiều. Nha đối với những con này sao nhỉ không đánh được. sls à. shs là gì? sls Rồi ok chị ha. Thì à, chắc cái, cái buổi livestream của chúng ta thì cũng uh, livestream ngắn thôi. Tại vì thị trường về mặt cơ bản á nó vẫn đang giữ nhiệm Đúng không? Thì trong giai đoạn này là cái hành động của chị mình á là cái đầu tiên á mình sẽ đi tìm kiếm những con cổ phiếu nào nó có dòng tiền. Đúng không? Có nghĩa là nó len lỏi được cái dòng tiền này. Về mặt cơ bản cái vận động của thị trường của chúng ta là cái tháng gọi là tháng 5 là cái tháng trống thông tin đúng không nên là tháng trống thông tin đó thì như mình sẽ thấy là sao nhỉ thì mình sẽ thấy là cái động lực để mà thị trường tăng trở lại đó, còn là nó vào một cái xu hướng ngay đó, nó sẽ nó sẽ ít đúng không nó sẽ khó nên là trong những giai đoạn này đó, là tập cho cổ phiếu là nhiều cái là cổ phiếu nào này nó có dòng tiền nó có dòng tiền nổi bật đó, thì như mình đánh vào đặc biệt là những con cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản cao à, ngân hàng cũng là một cái ví dụ này uh, Băng giờ vào con nào đây đấy lúc này em có đề cập với chị mình về ba cái mạng cổ phiếu một á, là đánh những con khỏe luôn là con tác công bàn. đúng không tác công này nhỉ một là tác công bàn. đánh đánh con mình nhá hai là mà cổ phiếu này gì hai là ACB đúng không ba là mà cổ phiếu của SHB đó là ba cái mà cổ phiếu ngân hàng mà nếu mà chị mình ưa thích nhóm ngành này á thì cái tài canh gì mình vào mình lấy trong cái nhịp tiếp theo ha Novaland vào lại được chưa đây Novaland dòng bắt đầu sản chưa đâu nhỉ dòng này bắt đầu sản chưa đâu gì không nó đã đã có cái tạo đáy đâu giai đoạn này chỉ là yếu tố sinh gì nó cái nó 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 lại cái biên độ rơi thôi cho nên giảm sâu có thể nhịp sau nó sẽ test lại đâu đó là cái mức giá trung tâm của cổ phiếu đó, là quanh giá 16 thôi còn bằng chất để mà nó nó hình thành là cái cái nhịp tăng ngay đó, là cái dòng bắt động sản chưa đâu nhỉ bất sản chưa đánh được đâu ha, chưa vào lại được đâu miếng đường xuống là SLS là nhỉ hơi lạ nghe hơi lạ xuống đau không đánh được đâu có phải là con này trở thành con bé quá một ngày nó giao dịch chỉ có chỉ có vài chục nghìn cổ vài chục nghìn cổ giống như là ngày hôm nay đi chẳng hạn mà ngày những cái cấn những ngày nãy giao dịch chỉ có 5 nghìn cổ thôi năm nghìn cổ với một cái mức giá là là một một à, trăm tương đương còn có vài trăm triệu anh là đối với những con này không đánh được thành còn nó bé quá rồi ok anh chị ha thì ngày hôm nay thì à, cũng giao lưu với anh chị mình về một cái số vấn đề sau cái khoảng thời gian nghỉ lễ ha thì anh chị nào thấy hay thì đừng quên cho em những cái nút tim trên cái màn hình. Ha? Anh chị nào à theo dõi cái buổi livestream của em á thì à, anh chị mình đừng quên nhấn cái nút follow á để mà khi mà em lên những cái buổi livestream á thì để sẽ thông báo với anh chị mình để mà em với anh chị mình sao nhỉ sẽ trao đổi một cách nó xuyên suốt nhất ha. Anh chị nào chưa tham gia vào cộng đồng chia sẻ của em á thì mình có thể mình tham gia vào. Nó tham gia vào cộng đồng chia sẻ này này. Để mà khi có những cái nhận định gì trong phiên á hay là có những cái điểm nhấn gì á thì em sẽ cập nhật với chị mình giống như chiều nay này, này. đã có những con những con ri này đấy thì em sẽ cập nhật với chị mình trong cái cái cái, cái 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 cộng đồng chia sẻ này ha thì chị mình có thể mình tham gia vào trong cái phần bài tiktok ha rồi ok ok cảm ơn cảm ơn chị mình đã đã dành được cái buổi tối ngày hôm nay để mà cùng em mình trao đổi thị trường ha thì cũng hẹn gặp lại với chị mình vào những cái buổi livestream tiếp theo ạ à. kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ ha cảm ơn chị mình rất là nhiều ạ à.